Tình cảm của anh chị hả? Đâu có nguội đâu, trời ơi, lúc nào cũng nóng hết đó em, ở lúc nào cũng nóng hết đó em, anh chị lúc nào cũng nóng. Thật sự em hỏi cho em coi. Cảm xúc nó lạ lắm, tại vì từ phim Chị 13 cho tới bên ngoài là anh Luật là người đeo đuổi thôi, nhưng mà bây giờ mình Bỏ nhìn chuyện bên vô ngoài được không? ok Trong phim thôi. thì bây giờ thì mình được là người chủ động, nói chung là cũng hay. Để coi coi mình chủ động thì bao giờ bao lâu thì ảnh mới gục ngã, chứ hồi xưa lúc mà ở bên ngoài là tới 5 năm rồi. Bị ngợp em, bị ngợp á, tự nhiên sao, ủa tự nhiên hôm nay lại được đà làm cái nhân vật mà có người theo đuổi nữa, vừa ngợp mà vừa sướng nữa em, mà cảm thấy mình bảnh lên rất là nhiều, anh thấy khác hoàn toàn luôn á, nó chỉ giống cái tên thôi với cái tính cách thôi, chứ còn mà về câu chuyện, về cấu tứ kịch bản, về cấu về nói chung là tất tần tật luôn, khác hoàn toàn, khác khác xa lắc xa lơ luôn á, và cái câu chuyện, cái sức nặng trong câu chuyện này, và có những cái thứ mà anh rất là thích trong cái phim này, và rất là tự tin luôn á, là anh chắc chắn 100% là khi các bạn đi xem cái phim này, khán giả đi xem phim này, khán giả sẽ có rất là nhiều cảm xúc, rất là nhiều cảm xúc, cười đó, nhưng mà sẽ rất là nhiều cảm xúc với lại cái tình cảm cha con trong trong cái phim này, rất nhiều. Đúng rồi, khi mà một cái bộ phim mình bước ra ngoài lĩnh vực điện ảnh rồi thì mình sẽ không thể nào làm tiếp tục phần 4, phần 5, phần 6 của cái web drama nữa, cho nên là nếu như có làm nữa thì nó cũng sẽ là tiếp tục ở trên điện ảnh thôi, chứ 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 không còn làm ở web 800 tỷ. Lỡ mơ rồi em, trời ơi cho anh mơ mơ hoành tráng đi, 800, mình mơ 800 mình sẽ có viên khác mơ 900, hiểu không? chị hả. Nếu mà nói đúng luôn thì có thể phim này là mơ nó khoảng chừng 200 300 tỷ, cái đó là mơ thôi nha mọi người, mơ Mơ mà cũng không dám mơ cao. không, mình phải thực tế Không có anh. thực tế em, giống như em mua một tờ, em mua một tờ vé số, em có tin, em có nghĩ là em có mơ em trúng số Em mơ trúng số nhưng mà em đâu không? có nghĩ là số tiền nó lớn, Ừ. Rồi, không lớn tại vì từ mình. xưa giờ em không có trúng số lớn, em trúng giải đầu hai con Trời, có nhiêu đó tiền. lúc đó anh muốn thưởng cái gì mà không được em. Trời ơi, lúc đó là nói gì nữa em ơi, lúc đó. Lúc đó là thiệt sự luôn đó nha. Căng với anh lắm á chứ không giỡn đâu. Thật, anh nói thật với em, anh có một niềm đam mê xe bất tận luôn á, anh nói thật. Mà anh sao ta, anh không phải mê là mê cái chạy xe nha, anh không hề mê chạy xe, anh thích giống như đi dạo dạo vậy thôi, nhưng mà anh thích ngắm, anh thích ngắm, anh thích sở hữu, anh thích ngắm vậy đó, anh thích sở hữu rồi lâu lâu lấy ra đi dạo vòng vậy đó, chứ không phải là kiểu mà lên ngồi xong rồi đi phượt xa thì xa, cảm xúc của từng giai đoạn con này kia không có, anh thích Đó, là mọi người thấy phí không? Tự nhiên cái mua xe về để ngắm thôi, thấy phí không? Mà để chụp nhà, chụp chỗ nữa, bán là đúng rồi. có chứ, anh với chàng lên lịch du lịch rất là nhiều á, thực sự trong hè này phải dắt anh đi đi chơi thì sẽ cũng đi vòng vòng thôi à, anh đi thì thích đi biển thì cũng chỉ là đi ra biển thôi. Không, nếu mà mình đủ thời gian á, thì chắc là sẽ có một tour châu Âu á anh. Ừ. Tại vì có hứa với anh đi là sẽ cho anh đi đi một tour châu Âu, nhưng mà mấy năm vừa rồi là bị dịch đó, cho nên là quản lại cái vấn đề đó, Không, châu Âu giờ đang rối lắm, thì cũng sợ đó, không biết. mình cũng đang sợ như vậy đó. Tình cảm của anh chị hả? Đâu có nguội đâu, trời ơi, lúc nào cũng nóng hết đó em, ở lúc nào cũng nóng hết đó em, anh chị lúc nào cũng nóng. Thật sự em hỏi cho em coi, không có gọi là không có ngơi ra luôn á, không có ngơi gọi là cái chuyện anh với chị giỡn suốt à, giỡn ở nhà rồi đi lên xe cũng giỡn, nói chung là giỡn mà nhiều khi bả quạo bả cự lên luôn á, chỉ có là trước khi đi ngủ thôi, có nghĩa là trong lúc ngủ thôi, chứ còn khi tỉnh dậy là vừa mới mở mắt buổi sáng là đã giỡn rồi em. Tại vì cái này mình nói ra đây thì không biết là mọi người tin không, chứ thật ra giống như là Trang với anh Luật á, tới bây giờ là lấy nhau là 12 hay 13, 12 năm, đúng Tự tính đi, không? từ 21 tới giờ mà Em hỏi tính, nữa em tính. 12 năm. Ok, thì 12 năm.
Nhưng mà những người bạn mà chơi chung với lại hai người cho tới từng mà tới bây giờ luôn á, cũng cũng nói là ủa sao sao hai đứa bay lúc nào cũng như là vợ chồng son vậy, lúc nào cũng đi dính dính xác xác nha hết trơn vậy. Thì cái đó mình cũng không hiểu là tại sao nó lại như vậy, nhưng mà bây giờ cái đó nó thành một cái quen á, giống như đi đâu mà không có anh Luật á là Trang cũng cảm thấy ủa sao thiếu thiếu, ủa ổng đâu mất tiêu rồi. Ngay cả ông Luật cũng vậy, ổng đi đâu á ổng cũng không có Trang á, ổng cũng không không quen, giống như đi mua đồ anh Luật mà không có Trang là anh Luật không mua được cái gì hết trơn Không biết lựa gì, anh nói thiệt, thậm chí là anh thử đồ xong rồi anh phải đi vòng 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 anh tìm bả, nói Trang Trang anh bận này được không, Trang mới kêu được, rồi anh mới lấy, còn bình thường anh bận anh nhìn vô kia anh thấy sao nó bị gì vậy ta, sao nó bị gì ta, anh là không có biết phối đồ luôn, nghĩa là quần áo tất cả mọi thứ là bà này bà đi mua cho anh, bà làm cho anh hết, á. lớn quá bạn. Cái ghế của em mà Ủa bây giờ ghế tôi em lấn bạn đúng hả? rồi, Sorry. khác biệt nhiều chứ, cái khác biệt nhiều nhất là cha con đó. Trang với anh Hòa giống như theo lời của anh Hòa nói là mình phải quên mình đi và quên tất cả những cái vai diễn khác trước đây của mình đi để mà mình hóa thân vào nhân vật thôi, mà anh Hòa là thuộc dạng diễn viên hóa thân tốt, anh Hòa là diễn viên hóa thân tốt và Trang của Trang cũng là một cái dạng diễn viên mà thích hóa thân. Mình không có dám nói là tự dỗ ngực xưng tên mình là người diễn viên hóa thân tốt như anh Hòa, nhưng mà là một người rất thích hóa thân, cho nên chính vì những cái đó mà tạo nên những cái hình ảnh trên phim mặt mọi người xem đó là con nhóc mất chồng. Cái tình trạng mà thật ra nhóc không phải là tình trạng hiếm muộn, cái đó là chỉ là một trong những cái tình trạng mà lớn tuổi mà sẽ có bị không còn trứng sớm á. Tình trạng nó hiện tại bây giờ, xã hội hiện đại bây giờ rất là nhiều chứ không phải là ít đâu, tại vì mọi người không có quan tâm tới cái vấn đề này cho nên Đúng là mọi lúc người mình không vô có thấy trong bệnh thôi. viện quá trời Đúng rồi, ha. cho chính vì vậy mà cho nên có nhiều người mà người ta có điều